Một câu khác: mỗi ngày công phu không có tụng kinh, con chỉ lạy Phật và niệm Phật thôi, có được không? Và khi đi làm trong công việc con cũng niệm như vậy, có đúng không? Xin cho câu trả lời. Đúng. Nếu chư vị không có thờ khóa, cứ thành tâm niệm Phật. Không có tụng kinh thì thờ khóa biến thành niệm Phật luôn. Cũng được, không sao cả. Nguyên vãng sanh nhé. Tin tưởng vững vàng nhé. Và kết nhóm với một vài người cùng tu với nhau nhé. Để mình hy vọng là khi mình yếu có người hỗ trợ cho mình. Đừng nên đóng cửa tự tu một mình ở nhà trong cái giai đoạn này, gọi là giai đoạn mạt pháp. Thường thường chư tổ khuyên là không nên đóng cửa tự tu, tìm hai ba người kết nhóm tu chung với nhau. Nếu mà chư vị có 5-7 người cùng tu, 20 người cùng tu với nhau, rất tốt, rất tốt. Sở dĩ chúng ta nương vào cái đại chúng là vì sợ rằng mình tu một mình nhiều khi giải đãi thì cũng không hay. Mà tu một mình nhiều khi mình nhiếp tâm nhiều quá, nghĩ này nghĩ ngọ, chứng này chứng nọ nó hiện ra, nhiều khi mình tưởng là mình ngon cũng không tốt. Mong chư vị nhớ là có đồng tu với nhau, thấy mình nhiếp tâm quá mà thực ra đang ngủ gục thì người ta nhắc nhở mình, mình cố gắng sửa đổi. Tu chung với nhau thì đang đồng tu mới thấy được những cái sơ suất của mình, người ta khều ra mình cố gắng sửa, đừng nghe người ta nhắc nhở mình cự lại, mình phiền não thì điều này không tốt. Mong chư vị nhớ cho, không có tụng kinh cứ niệm Phật rồi bản thân cũng được, nhiều khi còn tốt nữa là khác, nhưng mà phải tu, không nên tu riêng một mình. A Di Đà Phật.